Bộ sưu tập gồm 43 sản phẩm được in hình sặc sỡ của các nhân vật hoạt hình được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích như nàng tiên cá, Elsa, Hello Kitty, Batman. Hai quai cầm nhỏ hai bên sẽ giúp trẻ mang và tháo ủng một cách dễ dàng mà không cần có sự trợ giúp của phụ huynh. Chất liệu pha trộn giữa cô tông và polyester mềm, hút ẩm, không mòn được sử dụng để lót bên trong ủng, giúp mang lại sự thoải mái cho đôi chân. Phần đế ngoài bằng cao su cung cấp khả năng bám dính trên các bề mặt trơn trượt, thích hợp trong các chuyến phiêu lưu dã ngoại ngoài trời. Hiện các sản phẩm trong bộ sưu tập dành cho cả bé trai và bé gái đang được bán với giá dao động từ 580.000 đồng đến 930.000 đồng tùy thiết kế. Để đặt mua sản phẩm, quý khán giả có thể truy cập vào website chính thức của Western Chief.